Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Đem qua đây nè anh hai. Quay cái clip này nè, quá trời đẹp cả nhà ơi. Trời ơi, ngày hôm nay em sổ sập cái nhà luôn nha, sổ sập cái nóc nhà luôn. Nói chung là cái chỗ này là do ông anh ổng không có cái chỗ để ra cái hàng mai nhỏ cả nhà. Cả nhà nhìn thấy ương mai nhỏ không? Đó, ương rất là nhiều ha. Bây giờ người ta cần giải phóng mặt bằng luôn, nên bán rẻ luôn ha, bán rẻ thiệt là rẻ luôn á. Ở cây thì mập ù ú nu luôn, cao từ 40 cho đến 60 ha, 40 cho đến 60, cây mập lắm cả nhà ơi. Rễ thì nó quấn rất là đa dạng nha, đa dạng, cây thì gốc xù 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 luôn, nhìn cái cây nó cứng cáp mập mập ha. Rồi ngày hôm nay em xả hàng cực rẻ luôn nha, giá chỉ 3.800 một cây thôi cả nhà. Đó, 3.800 thôi, trời ơi, có cái chỗ nào mà rẻ như chỗ em không cả nhà. Đó, đây, rễ nè, xử lý cũng rất là nhiều kiểu nha. Đây là cái tổ chim lò xo ha cả nhà, đây ha. Rồi, có mấy con thú nữa nha, trời ơi, con thú này thú ngồi hay thú gì ta. Đó, đây, tiếp tục là đây, hàng đây như rễ rất là đẹp, cây mập lù luôn nha cả nhà. Cả nhà nhìn nè, đó, cái cây nó mập lù ha, cứng cáp vàng ôm luôn. Đó, cây rất là cứng cáp nha. Ở đây, rễ này rễ gì đây? Đó, rễ cái quái quỷ gì đây ha. Quá trời đủ kiểu hết. Thì mai con mà cả nhà, nó đa dạng như thế này, mình mới trồng nó sau này nó ra một cái vườn rất là nhiều kiểu như thế này, rất là ok ha. Ở đây, tổ chim nữa nha. Có tổ chim nữa nha cả nhà. Trời ơi, 3.800 một cây mà cả nhà nhìn nó mập nè. Mập ù ù nu luôn. Đó, đây, trời ơi coi nè. Ha, cả nhà nhìn nè. Quá trời tuyệt vời cả nhà ơi. Đó, trời ơi nè, lấy cả nhà xem ha. 3 tấc rưỡi đi tới 5-6 tấc đi cả nhà. Đó, bởi vì mấy cái cây lùn này nó mập lắm, cho nên em lấy luôn mấy cái cây này giao cho khách nha. Thì một số khách nhờ chúng ta cũng thích trồng những cái tán thông á, cái lùn tán thông á cả nhà. Đó, cây này nè, nó rễ nè, đó, rễ rất là đẹp. Đây, có những con thú quái quỷ nữa nè ha. Đây cả nhà, đây lò xo nè, lò xo đứng nè, tổ chim nè, nó đa dạng kiểu rễ ha. Cây này rất là cứng cáp cả nhà nhìn nè, đó đây ha. Em quay cho cả nhà mình xem nha. Ừ. Đây, số lượng thì chắc tầm khoảng 2.000 cây thôi cả nhà. 2 đến 3.000 cây thôi ha. Ở đây nè cả nhà nhìn nè. Trời ơi nè, rễ nè. Đó, nó nổi rễ lên hết rồi nha. Đó, nổi rễ lên hết rồi ha. Đó, cây này đây, em lấy cho cả nhà mình xem. Nó cây nó rất là già và nó cứng cáp lắm cả nhà. Loại này trồng không bao giờ chết đâu ha. Đó, bởi vì chúng ta lựa thì phải lựa những cái cây cứng như thế này nè. Nó ngà ngà nhưng mà nó vàng, nó già, nhìn nó rất là mạnh mẽ ha. Rễ thì cũng có thú, cái này có kia đủ kiểu hết nha cả nhà. Đây ha. Rồi, 3.800 thôi nha cả nhà. À, em ship từ 50 cây nha. 50 cây ha. Không bao phí vận chuyển nha cả nhà ơi. Rồi đây nha. Ai thích cái loại mai con quấn rễ giá rẻ này thì alo cho vườn mai Chiếc Chè Bông nhé. Qua hai số điện thoại là 0397142252 hoặc số điện thoại là 0947873959. Rồi đây, hàng rất là đẹp đây cả nhà ơi. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai nhà em nha. Xin chào tạm biệt cả